Rồi, và hello nha. Xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì được sự ủng hộ của cũng khá là nhiều anh em, coi như là thế là tò mò về cái series gọi là khám phá nick của người khác ấy. Mình thấy khá nhiều anh em thích thú với cái điều đó, nên là mình có cái yêu cầu mình làm thêm về những một số YouTuber khác. Thì hôm nay thì mình lại trở lại đây và review tiếp cho anh em xem cái một arc của YouTuber nổi tiếng khác, đó là Lộc Big Noi. Các anh em biết hết rồi. Mình nghĩ là hiện tại thì chắc là anh Lộc Big Noi này là gọi là nổi tiếng gần như là nhất rồi, bởi vì clip anh ấy ra hầu như là toàn đứng ở trên tab Thịnh Hành, rồi là bắn rất là hay các thứ. Nên là mình nghĩ là mặc dù có một kênh khác nổi hơn, nhưng mà mình sẽ review ở tập sau đi. Nhưng mà mình nghĩ là theo như mình thấy là anh Lộc này gọi là cũng nổi tiếng nhất đi. Đây là kênh của Lộc Big Loi anh em ạ. Video phải nói là quá là chất lượng luôn. Toàn mấy trăm nghìn thôi. Gần như là mình có theo dõi anh này bắn, và gần như là mình thấy là những cái clip anh ấy ra là chỉ sau vài tiếng, một ngày hoặc là vài tiếng đã được hơn trăm ca sắp, hơn trăm nghìn lượt xem rồi. 200-300 gì đấy là lên tab Thịnh Hành thường xuyên anh em ạ. Bắn rất cắt luôn. Thì đây là cái kênh của anh Lộc Big Noi. Thì trước kia mình không xem anh ấy làm với con game khác nên là mình không biết. Mình chỉ biết là mình cũng làm PUBG nên là mình cũng chỉ xem anh ấy làm với con game PUBG này thôi. Đây là cái kênh của anh ấy. Còn bây giờ thì mình sẽ vào game để có thể là sâu rõ cái KDA các thứ. Mình sẽ sâu chi tiết nha. Có nghĩa là từng mùa đấy anh em. Tất cả các mùa của anh ấy. Thì mình đã có ID của anh ấy rồi. Đây này, ID là 531022. 531022 này, 3664 đó. Ủa không phải luôn hả? Ờ đây là cái gì nhỉ? ID của một bạn gái mà chuyên bắn men đấy, quên anh em ạ. Đây, còn đây là của anh Lộc anh em ạ. 513679729. Mình quên anh em ạ, mình nhầm. Bạn X bé kia chuyên chơi cùng với anh Lộc đó anh em. Mình không biết là rõ là kiểu như là quan hệ như thế nào, nhưng mà mình chỉ thấy hai chơi chung thôi. Đây là cái ID của anh Lộc nha. Đó, bây giờ mình sẽ review qua bộ đồ. Bộ đồ này thì lấy đâu ta, mình không biết. À, rồi là pass 18 anh em ạ. Ba lô rồi pass 18. Không có những cái trang bị xịn xò anh ấy cầm lên. Mình nghĩ là mình thấy anh ấy cầm con M4 băng mắc cơ mà, nhưng mà anh ấy không trang bị lên đây rồi anh em ạ. Ai mời mình làm cái gì giờ này. Ra cùng điểm qua nào. Điểm point là 2900. Và đây là cái mức danh hiện tại của anh ý. Mức danh squad ở server Asia là Crown 2. Mình sẽ qua những cái mùa trước nha. Mùa 2 chẳng hạn. Mùa 2 cũng là CE 4200 điểm. Mùa 3 cũng là CE 4800 điểm. Mùa 4 cũng là CE. Mùa 5 cũng là CE và solo cũng là CE luôn. Vậy là mùa 5 anh ấy chơi rất là khá là nhiều. Mùa 6 cũng là CE. Và mùa 7 thì Crown 3. Mùa 7 chắc nghe vẻ ít chơi anh em ạ. Thì đây là cái bậc danh qua từng mùa của anh ấy. Bây giờ thì mình sẽ sâu qua những cái KD qua từng mùa nha anh em, qua từng mùa. Đây. Từ mình mở một bản nhạc lên á. Ok. Thì ở mùa 2 đi. Mùa 2 TPP mình sẽ từ xem solo là solo anh cũng chơi một ít. Cũng chơi một không phải một ít mà khá nhiều anh em ạ, 236 trận và kill tận 1135 ở solo đấy. Con số này khá là ấn tượng đấy anh em. Và KDI là 5.6. Và đua thì anh không chơi nhiều, chủ yếu là chơi squad đây. 380 trận và kill tận 2381. KDI là 7.76. Diệt nhiều nhất là 29, đam là 4254. Một cái KDI phải nói là nếu mà là ở những cái mùa khác thì mình thấy là cũng khá là cao rồi. Khá là cao tại vì anh em biết mà, nếu mà là YouTuber chẳng hạn thì cái việc mà KDI nó không thể là mà qua cao hẳn được, cái là điều đương nhiên. Tại vì là việc làm clip là cũng việc khó khăn mà anh em, đâu phải là vào trận nào cũng được top 1 đúng không? Hay là vào trận nào cũng kiếm được cái những đồ ưng ý nên là phải thoát ra vào lại, là việc tụt giảm KDI là điều quá là dễ hiểu rồi. Nhưng mà mới KDI như này thì là quá là cao rồi. Đây là mùa 3 thì cũng
Solo xem nào, Solo cũng chơi cũng 1.500 quẩy, 276 trận, kill tận 1.500 và KD là 6.5, đua thì cũng gần như là không chơi. Và squad thì là 298 trận, kill 1.600 và KD là 7.03, cũng khá là ấn tượng. Mình sẽ review đây những cái mùa trước thì mình chỉ gọi là chỉ review sơ bộ thôi nha, còn chủ yếu là mùa 8. Và đây là mùa 4. Mùa 4 thì Solo xem nào. Uầy, Solo mùa 4 thì nó còn căng thẳng hơn cơ. Khi mà chơi 162, kill 1.168 và KD tận 8.85, có thể làm tròn đến làm 9 chấm anh em ạ. Cực gắt đây anh em. Đùa thì cũng chơi một chút xíu và KD là 7 chấm và Solo squad thì 243 trận, 1.364 kill. Chủ yếu anh em ở đây quan tâm là quan tâm ở số trận và cái quan tâm ở số kill và KDA. Số kill nó phản ánh cái gì? Số kill là nó phản ánh là một trận mình có thể giết được bao nhiêu người, nhiều kill hay không đấy anh em. KDA là 7.62. Đó. Bây giờ thì sẽ là qua mùa 5. Mùa 5 Solo. Ui rồi ôi. Mình phải cắp lại cái màn hình cái pha này này. Để tí làm thumbnail anh em ạ. KDA là à đâu? Số trận nào 124 trận và kill 987 và KDI là 14.95. ôi đậu má con cá quá là cao, lòng tròn lên thành 15 chấm. Uầy phải đái thật. Và đua thì cũng chơi khá là nhiều, 78 trận và KDI 8.86 cơ, cũng được đấy anh em. Và squad thì 340 trận, kill tận 2.001 cơ và KDI là 8.30, ấn tượng, phải nói là ấn tượng. Đây là một trong những YouTuber mà phải nói là CX6 không cần phải kéo, bắn rất lép. Solo thì chơi cũng tương đối, với KDA là 6.13, đua thì cũng quẩy. Vậy là mùa này anh ấy chơi khá là đều đặn khi mà chơi cả đua cả solo. 800 trận và KDA là 800 kill và KDA là 7.21 và squad là 521 trận, kill 2.009 và KDA là 7.56 à 52. Và đây là anh em sẽ qua đến mùa 7. Mùa 7 thì solo chơi nặng ít đi một chút, nhưng mà KDA vẫn gọi là cao, thuộc dạng là 6.35. Bên này thì cũng vậy, cũng chơi cũng gọi là cũng có tí. KDA thì 6.37 và squad là chủ yếu. Gần như là anh này chơi squad là chủ yếu, 558 trận, 2.621 kill và 6.12 KD. Bây giờ thì qua đến mùa hiện tại. Đây mùa này solo thì không chơi rồi, đua thì chơi 37 trận, KDA là 7.33 và squad của mùa hiện tại đây anh em, 184 trận, win 59, top 10 120 và kill là 956 kill và KDA là 7.19. một KDA khá ấn tượng trong những cái dạo gần đây, trong những cái dạo mùa gần đây là chất lượng game thủ cũng như chất lượng kỹ năng của game thủ nó cũng tăng cao rồi. Nó không còn như những cái mùa trước nữa, nghĩa là có thể là mùa trước thì mọi người chơi mới chơi mà nên là cũng cái chất lượng kỹ năng nó cũng còn hạn chế, nhưng mà bây giờ thì càng ngày cái kỹ năng 3-4-5 ngón rồi là 7-8 ngón nó càng nhiều lên, là những kỹ năng của anh em bây giờ nó quá là thượng thừa rồi. Mà việc giữ được KDA 7 chấm như này là quá là khủng khiếp đấy anh em. Anh ấy đã ẩn đi cái thông số của trận đấu rồi. Mình qua xem FPP xem nào. FPP đâu? FPP cũng chơi 94 trận. Chắc là anh này cũng không chơi FPP nhiều nên là KDA hơi thấp một chút xíu, đó là 4.88. Chung là cũng khá là ấn tượng. Chủ yếu là chơi ở TPP thôi. Mình thấy mình có xem anh này rồi. CX6 không bao giờ kéo luôn anh em. Cực mượt. Điểm cộng 10 cho anh ý, một YouTuber phải nói là nổi tiếng, rất nổi tiếng. Chắc chắn là ai trong số của chúng ta chơi PUBG thì cũng đã đều biết đến anh này. Còn đây là mình review qua luôn xem của bạn mà hay chơi cùng đứng cạnh đây. Bộ đồ thì cũng vậy. ASEAN. Uầy, nghe vẻ bạn này thì chơi hơi ít con gái mà anh em. Thế này là được rồi anh em, không cần phải quá nhiều đâu. Đó. Đó là sơ bộ qua cái link của YouTuber nổi tiếng Lộc Big Noi với KDA cực khủng anh em ạ. Những cái mùa trước phải nói là anh ấy tỏa sáng rất là nhiều. Ok, thì clip của mình thì cũng đến đây là
mình cũng review qua cho anh em sẽ thực sự tò mò để anh em nắm bắt được thôi. Thì anh em nào thấy hay hoặc là muốn mình làm về ai nữa thì có thể comment ở phía bên dưới nha. Đừng quên để lại mình một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Hẹn anh em những clip tiếp theo. Bye bye.